Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay có một chị khách hàng qua DK để thực hiện là xóa xăm tattoo. Và hình xăm của chị thì còn rất là mới thôi. Và trước khi đến với hình xăm của chị cũng như là xem cận cảnh cái quá trình chị thực hiện xóa xăm tattoo tại DK thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị một chút nhé. Dạ em là chị ạ. Chào bạn ạ. Vâng ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu cho khách về bản thân như là lý do tại sao chị lựa chọn DK để thực hiện xóa xăm được không ạ? Mình là sinh viên năm cuối và mình cũng mới xăm được khoảng gần 2 tháng rồi. Là một cái hình xăm rất là mới thôi. Vâng. Thì mình cũng tìm hiểu trên mạng thì mình thấy DK có những cái dịch vụ với cả có những cái công nghệ khá là mới. Thế là mình muốn lựa chọn chỗ này để mình xóa xăm. Có nghĩa là mình đã tìm hiểu và mình cảm thấy DK là uy tín và đủ tin tưởng để mình có thể gửi gắm với cả mình thực hiện xóa cái hình xăm của mình đúng không chị? Vâng ạ. Thì trước khi để thực hiện hình xăm ấy và cái nhu cầu lựa chọn của chị thì chị có yêu cầu nào không ạ? Ví dụ như kiểu là sợ đau hay là mình không muốn về cái việc để lại sẹo? Mình muốn là khi mà mình xóa thì mình sẽ không bị bọc rát, mình cảm thấy không để lại sẹo. Thế thôi. Mình sợ nhất cái việc bị tổn thương cái da mình xử lý không chị? Đúng ạ. Và khi chị tìm hiểu đến DK thì mình có lo lắng hay là mình yên tâm rồi nên mình quyết định đến đây ạ? Vâng đúng rồi. Vâng. Thì bây giờ em sẽ không để chị chờ đợi lâu nữa, em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện xóa xăm tattoo cho chị luôn chị nhé. Vâng. Vâng ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có thể theo dõi cận cảnh cái quá trình mà chuyên gia thực hiện xóa xăm tattoo cho chị. Và như chúng ta có thể thấy là hình xăm của chị thì mới được hơn 2 tháng thôi, còn rất là mới, mực thì cũng rất là rõ và rất là đậm. Đấy ạ. Nhưng mà đối với tia laser siêu laser Bicomax 2022 tại DK thì tất cả mọi hình xăm thì sẽ đều được xử lý rất là rõ ràng. Chúng ta thấy luôn nhá là khi mà tia laser tác động đến đâu thì phần mực mờ đi rõ rệt ngay đến đấy rồi đúng không ạ? Cũng có thể nói là mờ đi đến 50%. Và đây chỉ là kết quả sau ngay lần đầu tiên mà thực hiện xóa laser tại DK thôi. Chị ơi, thì mình cảm thấy cái kết quả như này thì mình thấy như nào ạ? Có hài lòng không chị? Dạ, mình khá hài lòng bởi vì nó cũng khá là nhanh ấy mà cũng không quá là đau. Và hơn nữa là chị có thể thấy là không hề có dấu hiệu của việc tổn thương. Và tất cả những cái chữ lỗ chân lông ở đấy thì không hề có dấu hiệu bị trắng cháy chữ lông đúng không chị? Vâng ạ. Đó, thì các bạn cũng đã theo dõi được cận cảnh nhất cái quá trình mà khách hàng thực hiện xóa xăm tại DK cũng như là khách hàng đã chia sẻ những cái cảm giác rất là chân thật tại DK đúng không ạ? Cho nên là nếu như các bạn có hình xăm nào cần được xử lý thì cứ mạnh dạn inbox cho DK để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia nhé. Và em cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay. Thì bây giờ mình có thể nghe chuyên gia dặn dò cũng như là để mình cái dưỡng cho mình cái vùng da mình vừa xử lý hình xăm chị nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream ngày hôm nay. Và bất cứ câu hỏi gì thì cứ inbox lên fanpage để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.